Hello everyone. Today I had dinner. I bought last night. I bought this one is cơm tấm tàu hủ kỳ. It's a cabin, fried cabin, tàu hủ kỳ mọi người. I think inside is shrimp. And this is chảo tôm, có nghĩa là shrimp paste. Fry or grill shrimp paste, chảo tôm, Vietnamese. It's a Vietnamese shrimp, ham mọi người. And this one is a fish sauce mọi người. Mọi người thấy cái hũ fish sauce của mình không? Hmm? And this one bây giờ là mình ăn sườn. Có miếng mỏng dánh nè mọi người ơi. Sườn mỏng dánh nè. Ở đây mình ăn lần đầu tiên mình ăn chỗ này á. Cho nên cũng không thấy có cái gì đặc biệt hết à. Cơm tấm sườn chảo tôm. Rồi cùng mọi người cùng ăn với mình nha. Mua hôm qua nhưng mà đi về mệt quá. Còn no không ăn, hôm nay mới ăn nè mọi người. Hâm lại nóng lên ăn nè. Ngon lắm. Này á, sắc chứ, cái miếng dưa leo á mọi người bự luôn hả, còn không sắc nhỏ nữa, không biết sao, không sắc nhỏ, coi như người ta, ở nhà thì mình hay sắc mỏng mỏng ra không có, hôm nay là cuối tháng rồi đó mọi người ơi, mình á thấy mùa đông tới nơi rồi, chuẩn bị đi mua đồ quần áo mùa đông mọi người. Ngon ngon, ớt thịt ngon. Lâu quá không ăn ớt. Càng thấy nước mắm mọi người. Việt Nam ăn món gì cũng có nước mắm. Ngon quá. Ở Mỹ mọi người, nhiều khi mình bận rộn không có thời gian không ăn như mua ngoài á. Nó cho mình một túi rau mọi người. Ngon đấy à. Xà lách là một hũ nước mắm, mắm này làm ngon á, con cộng xà lách cho mọi người ơi. À, mọi người biết sao không, lâu lắm mới được ăn củ kiệu á, từ lúc qua Mỹ tới giờ không ăn củ kiệu được mọi người ơi. Mình thơm mình còn không, có củ kiệu Mỹ nè. Lần đầu tiên mình ăn củ kiệu ở Mỹ mà mọi người ơi. Món này không có củ kiệu. Chắc cũng có mà tại Tết mình không mua. Chắc cũng có. Mình nghĩ chắc ở mấy tiệm Việt Nam. Để nói đầu ngay. Là ở Việt Nam thì Tết năm nào cũng nhà nào cũng có hũ củ kiệu à. Không, lúc nào cũng có mắm.
lắc lắc mỏng vậy nó mới chiên nó mới ngon. Cơm tấm ở Việt Nam cũng có cơm tấm. Nó ra là ở đi ngoài Sài Gòn. Ở đây á. Tết Việt Nam á. Mình khi cũng không biết làm như Việt Nam.
Một miếng tàu hủ kia, một miếng tàu hủ kia mọi người. Giá vẫn nói là 3,5 quên, mọi người là 4 đồng. Một miếng là 3,5. Ăn xuống 4,5. Và hủ cây giá thường là nó giòn, nhưng mà để qua một ngày rồi nó mềm eo à, không còn giòn nữa.